Rồi, trong NetBean thầy tạo new một cái project mới đặt tên là một cái Java web web application đặt tên là đồ đất ha. Thì đó là net. Trong cái phần này thì thầy sẽ chọn sơ, nói chung là phần này là không không có chọn gì hết ha, giữ nguyên như 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 cũ init. Tại vì service thì không cần giao diện nên cũng không cần framework luôn. Rồi, đến đây thì công việc đầu tiên của chúng ta là add một cái driver loại 4 vào. Của các bạn là chọn cái là tin SQL JDBC 4 này đúng không? True. Thầy đang dùng máy SQL là không dùng cái driver lại được ha, nên thầy phải add một cái riêng. Nếu bạn nào mà đang dùng máy SQL thì có thể là làm giống thầy, là chuột phải vô đây chọn add library và bạn chọn MySQL. Còn ở đây thì thầy vẫn đang hướng các bạn đến cái SQL server nha. Mà tại vì hôm nay thầy xài cái máy này nó không có SQL server nên là mình dùng MySQL thay thế thôi. Đó, thì thầy đưa cái MySQL driver vô. Rồi, kế tiếp á là thầy sẽ tạo ra cái web service. Sau khi thầy add library xong á thì bắt đầu thầy tạo ra web service. Lên chuột phải new, thầy chọn web service nè. Các bạn chỉ cần chọn một lần á thì web service nó sẽ xuất hiện ở đây. Còn nếu chưa có, bạn lại đi vô cái phần A. Đó. Bạn thấy cái màn hình thao tác của thầy không? Kìa bà thầy, nó không bị chậm. Rồi, ok, thì là tốt rồi ha. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái phần là web service và file type là web service. Sau đó là net. Đó, chỗ này chúng ta sẽ đặt tên nó là product service. Đó, và đây là bucket là vn.appdate.ws. Chúng ta vẫn chọn create web service from scratch, tạo từ đầu á. Đây là, còn cái phía dưới này nè ha, create web service from existing session bin. From existing session bin là sau này chúng ta sẽ tạo ra cái session bin trước rồi mình dựng cái web service trên nền cái session bin này. Nó đơn giản hóa cho mình rất là nhiều công đoạn. Rồi, finish. Là chúng ta có cái web service ha, và trong cái mục số bucket mình có web service ha. Đó, nó tạo ra web service mẫu nè, một cái class thôi đúng không? Pojo class có annotation web service. Rồi, thì bây giờ mình chưa làm gì được ở đây đâu. Bắt đầu mình viết những cái thao tác truy cập database nè. Mình viết DAN với NDT giống hồi xưa mình học cái môn Stud JDF á, hay là môn đúng là Stud JDF á. Bạn lấy chuột phải vô product, product project nè ha. New chọn một cái Java class. Đặt tên nó là product. Yeah. Java class bình thường đó các bạn nha. VN update, bắt kịp là VN update là entity. Đó. Bạn tạo đi các bạn. Rồi, xong rồi đúng không? Xong rồi á thì chúng ta chọn finish. Thì trong class product entity này bạn khai báo những cái thông tin của entity thôi. Tại vì xin lỗi ha. In name in right. Thì đáng lý là những cái này á là nếu các bạn dùng cái entity dùng cái persistent object thì tự động nó sinh ra. Thì bây giờ mình không có persistent object thì chúng ta sẽ làm bằng tay.
encapsulate field select all refactor, và bạn nhấn Ctrl space 3 hai lần cho nó sinh ra hai cái hàm dựng. Rồi, sau khi mình tạo xong cái product entity thì bây giờ mình tiếp tục mình chuyển qua mình tạo product name. Java class product name. Rồi, thì cũng nằm trong là vn access name. Yeah. Init. Thì nãy mình add driver rồi thì giờ mình viết bình thường thôi các bạn ha. Đầu tiên là mình tạo ra một cái hàm là một cái, xin lỗi cái này rabbit thôi chứ. Connection. Đúng không? Java.sql Internet. Thì cái này được dùng á là để là thì đầu tiên mà thấy nè ha, class.forname com.microsoft SQL Server JDBC SQL Server Driver. Dạ, yeah. Mình rào cái đồ là. Rồi, sau đó là bạn add rule cloud string URL gắn bằng JDBC 2.SQL Server 2.cc localhost 2.1433. Data bay name bằng t1.t11808.e0e1 đúng không? Và return driver manager .get connection URL và username và password. Cái này là dành cho kết nối vào SQL server. Còn nếu ai mà kết nối vào MySQL thì phải viết thêm một cái hàm bên dưới ha. Đây. Cái gì đây? Đây. Đây, chúng ta viết một cái hàm bên dưới thì gọi là kết nối connect to connect MySQL. Thì thầy phải sửa lại cái driver này lại nè. Cái driver của MySQL là com.mysql.jdbc.driver. Mình chỉ sửa cái driver với cái URL thôi, code còn lại là tương tự hết. Cái chuỗi này là jdbc.mysql 2.xxx localhost hoặc là 3306. Cái này không dùng cái kiểu mà database name mà ta dùng dấu xịt giống như đường dẫn luôn. Rồi, trong MySQL thì username của thầy là root, password vẫn là 1. Đó.
Ở đây vì cái nếu bằng tay nên thì có hai hàm, chứ còn nếu mà làm bằng cái dây cái gì ta, JDBC gì suộc á, thì mình chỉ đăng ký một cái kết nối thôi, đăng ký một cái kết nối thôi, chứ chúng ta không cần quan tâm kết nối vô cái nào hết đó. Rồi xong chưa các bạn, rõ cái này xong chưa? Nếu các bạn làm cho SQL Server, các bạn chỉ cần cái hàm trên thôi, không cần hàm dưới đâu, cần gõ hàm trên thôi. Bây giờ mà thầy làm cái hàm là get get all product này ha, public list product entity get product list product entity result dán bằng new array list rồi return result và giữa của mình là chai cash chai cash cash đúng không, cash chấm print structure, và giữa mình sẽ làm connection phone bằng connect của bạn gọi là connect db, còn thầy là kết nối vô MySQL thì thầy ghi là connect MySQL in query gắn bằng select sao from product. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ cái hàm này thôi, còn bạn kết nối vô SQL Server thì giống như vậy, còn loại mọi thao tác thì gần như là giống nhau hết. Rồi prepare statement atm gán bằng phone chấm prepare statement query result set rs bằng atm chấm sql query và yrs.net đúng không? Mình sẽ tạo ra đối tượng là product entity t bằng new product entity t.set id rs.get in tạp chí số 1 t.set name rs.get string tạp chí số 2 p.set write rs.getin tại vị trí số 3 và result chấm s sập rs.cloud stm.cloud và call.cloud xong đóng kết nối ha. Đó thì đây là những thao tác mà chúng ta làm rất là thường xuyên khi mà chúng ta học cái môn là chút JDF ha, cái môn là AAW á. Rồi vậy là xong, rồi bây giờ các bạn đi vào web service để làm tiếp thôi. Đó, trên slide là thầy đang giữ lại toàn bộ code, và nào làm chưa xong thì các bạn cứ gọi đi các bạn.
Rồi. Đến đây chắc các bạn gõ xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta về cái product service này ha. À, thì trong cái product service này các bạn chuyển qua chế độ sụp. Các bạn add vô cho thầy cái phương thức là get product hay là file own cũng được, tùy các bạn muốn đặt tên gì các bạn đặt nha. Insert code add web service operation. Đúng không? Thầy đặt tên nó là rồi get product đi. Get product hay file own cũng được nha các bạn, không quan trọng, đó là cái tên thôi nha. Em là get product. Kiểu trả về là list product entity. Ở đây á thì cái phần này của NetBean không hỗ trợ generic nên thầy phải gõ tay vô. Rồi hàm này không có tham số, vậy là xong. Ok. Rồi đến đây mình phải là in import bằng tay. Import từng cái bằng tay ha. À, thấy không? Để import hai cái này vô nè. Cái này với cái này. Rồi, trên này ngay chỗ cái product service nè, các bạn khai báo một thầy dùm một cái là product DAN. DAN bằng new product DAN thì khai báo đây để một lần thôi ha. Sau khỏi phải là khai báo lại để mất công. Và chỗ này thầy sẽ return DAN.get product. Thấy không? Nhưng mà là xong cái web service rồi. Và các bạn sẽ lít chuột phải vô product build deploy, thấy không, deploy và đi vào cái mục là web service product service, lít chuột phải vô test web service đó. Đây chuẩn bị test đi, nhớ là cái web service mình không có run nha, mình chỉ có deploy thôi. Run cũng được không sao hết các bạn, mất công mình tắt cái cửa sổ web đi thôi chứ không có gì hết. Rồi, sau khi mình test web service nè, bạn này thấy lên bình thường ha. Đây là cái WSDL nè. Bạn coi trong cái phần mà tai này các bạn. Bạn mở cái tai lên. Sao vậy? À, thầy dư cái dấu nháy đơn các bạn, nháy đôi các bạn đây. Bạn rào đó, đừng có lọt cái dấu nháy đôi vô nha. Bạn mở cái tai lên, bạn thấy người ta sẽ định nghĩa sẵn cho mình một cái tai tên là Product Entity này các bạn. Tại vì sao product entity của thầy á là thầy tạo một cái kiểu dữ liệu rời, thấy không, nên nó phải sinh ra một kiểu rời cho thầy để mới ghép vào bên trong cái hàm relay nè. Đâu rồi thầy, hàm ghép product nè, mới ghép vào ghép vào bên trong cái return của web ghép product nè. Và return của ghép product của mình là một cái mảng nè, cho bạn thấy không, nó mới khai báo nè. Element là name, tile là TNS product entity, min occur không, max occur unbound,
là cái mảng từ 0 đến n phần tử nè, thấy chưa? À, như vậy là xong cái phần gọi là phần phần tạo service rồi đó. Bây giờ chúng ta đi về tạo cái client. À, đến đây thì chúng ta sẽ đi vào cái new ra một cái project, đúng không? Đặt cũng là Java web application, gọi là product client. Và đây là cái client có giao gì, cho nên là cái framework phải chọn JDF. Rồi, các bạn có nhìn thấy được cái màn hình của thầy không? Làm tới đây được chưa? Ok Rồi, sau khi mà mình chọn cái Java Server Face, mình chọn tiếp là Finish. Finish. Được không ạ? Là nó có cái project web. Thì giống như bài hồi nãy, cái công việc đầu tiên mình làm trong cái project này đó là click chuột phải vô Product Client, chọn New, chọn Add. Được không? Bên này mình sẽ chọn cái là Web Service. Phải Web Service chưa? Category là Web Service. File Type Web Service Client. Bạn cứ kéo trượt xuống bạn tìm được cái chữ Web Service Client đây, thấy không? Rồi Next, sau đó mình Next. Thì trên cái màn hình này á thì nó có nhiều option, nhưng mà trước mắt là mình đang dùng cái mô hình là B2B, xin lỗi, A2A, application to application, tức là service là một application, client là một cái application khác, nên mình chọn cái mục này là project, browse lên nó sẽ hiện danh sách các cái project mà có chứa service ra. Mình chọn cái project của mình, chọn đến cái service trong cái project đó và nhấn OK. Mình sẽ đặt cái bucket đấy là vn-apt.client. Bây giờ vn-apt-client. vn-apt-client. Rồi đến đây mình finish. Thì bạn nhớ là khi finish như vậy á thì phải đợi một chút, tại vì cái chương trình sinh mã nó đang chạy. Các bạn nào mở output lên sẵn bạn thấy nó đang chạy nè. Chạy xong nó phải có generated source mình mới tiếp tục được. À, và có generated source là xong. Bây giờ mình add một cái JDF manage bin. Và thầy đặt tên nó là product bin ha. Đây cũng là vn-apt.com chấm gì mb manage. Đây là chọn là product, là scope là rồi đến đây là mình sẽ nhấn finish ha, để hoàn thành là mình có cái manage pin. Thì công việc đầu tiên trong manage pin ở đây là bạn lấy chuột phải vô insert code call web service operation, thấy không? Call web service operation và mình call đến cái hàm get product của mình. Thầy cũng nhắc lại với các bạn, mỗi lần các bạn call chỉ được một hàm thôi. À, mỗi lần bạn add web service operation chỉ add được một hàm thôi. À, cho nên phải chú ý nha, có 100 hàm là hơi mỏi tay đó. Rồi cái hàm này dưới này có đủ hết rồi, bạn chỉ sửa cái private thành cái public là xong. Bây giờ bạn nhớ trong cái phần là a cộng web service rep, xóa cái phần ở giữa đi, giữ lại giống thầy thôi.
Rồi, xong rồi thì bây giờ mình đi về trong cái tập tin XHTML. Mình viết cái phần code ha, cái phần hiển thị cái table lên. Thì đến đây ha, thì chúng ta kéo JDF đi tờ table thả vào. Thì chỗ này á thì các bạn sẽ gọi cho cái H2 đi. Rồi đó. Đây là rồi đó ha. Tắm. Và ai tầm thì là chữ P đi ha, hay ai tầm chữ P, viết code thì nó gọn. F2 chấm column. F2 chấm faceset name bằng header. Đây là đồ đất ID. Thằng đúng không? V chấm ID. Name. Và cuối cùng là price. Rồi. Là xong các bạn. Thì đến đây mình sẽ lít chuột phải vô client. Được không? Build và run. Bạn thấy là danh sách product đã hiện ra đây nè các bạn. Và các bạn nhớ rằng á là trên client của thầy, thầy không có add cái driver loại 4. Cái driver loại 4 của JDBC chỉ add bên cái web service thôi. Nhớ nha. Và trên client hoàn toàn mình gọi về web service. Được nha. Thì bạn thấy là chúng ta có được danh sách product nhưng mà chúng ta không kết nối database trên cái client. Là xong cái product nha. Các bạn làm xong chưa? Xong đi, thầy làm tiếp một cái demo nhỏ nữa về phần React nữa chúng ta mới nghỉ nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm cái phần create. Thì bạn nhớ là create ở đây là mình sẽ có cái gọi là H3, H4 gì đó ha. Href H2 đến H2 chấm command lin đúng không? Value bằng create new action thì mình sẽ gọi đến cái hàm là product là chấm display create. Cái hàm này chưa có nên là thầy sẽ viết sau ha. Viết lại đi ha. Đúng không? Còn nhớ hồi xưa mình làm không? Thì bây giờ á là chúng ta sẽ đi về trong cái group entity. Xin lỗi, group bin. Thứ nhất mình khai báo một cái hàm gọi là public gì? Một cái đối tượng là product entity. Bạn thấy cái product entity á là trên web service của chúng ta đó, nó nằm trong cái không gian tên. Xin lỗi, nó nằm trong cái name space đó là VN Asset Entity, thấy không? Nhưng mà qua bên cái client của mình á thì nó lại không nằm trong không gian tên này nữa, tại vì phía client của chúng ta sẽ không thấy được cái thông tin trên web service mà chúng ta map về và để trong cái không gian tên đổi tên lại rồi ha, đó là VN Asset Client, thấy không? Nó có product entity nè, thấy chưa? Product entity này nó sẽ nằm trong không gian tên là VN Asset Client, thấy chưa? Phải không? Đây mình sẽ import là VN update client này, chứ không phải là VN update entity đâu nha. VN update entity là nằm ở phía service nha. Rồi, đây là mình gọi là cơ rồi đó. Và có thể mình sẽ cho gắn bằng null luôn. Và ở đây á mình sẽ có một cái mình sẽ refactor đúng không? Xong rồi mình sẽ refactor encapsulate field. Chọn vô là set get cơ product. Xong refactor. Chỗ này mình sẽ viết cái hàm là display public display create. Đúng không? Nên tôi sẽ có là cơ product gắn bằng new product entity.
À, sau đó chúng ta sẽ là return create, trên trang create. Và chúng ta sẽ cái này public là stream như các bạn ha, quên mất. Và chỗ này mình sẽ có một cái hàm xử lý sự kiện là public stream create. Thì create này á là mình gọi về một cái hàm của web service. Được viết đúng không? Bây giờ mình sẽ viết nè. Trong đó là mình sẽ là return về trang index. Đúng không các bạn? Cái hàm web service chưa có nên là mình chưa add web service, chưa add cái web service operation được. Và bây giờ mình đi về web service mình viết nè. Thấy chưa? Thầy đi về web service thầy viết nè. Đây, bây giờ thầy đi về cái product DAN, thầy viết cái hàm create. Đúng không? Đây, thầy copy nguyên cái hàm get product xuống ha. Sửa code cho nó nhanh thôi. Đây thì đầu tiên là thầy sẽ cái hàm này của thầy sẽ trả về kiểu là kiểu bool đi, bool link đi. Create. Create của thầy sẽ đưa vào một cái là product entity để create. Yeah. Này là bool link ha. À, mặc định là for được không? Cái phần này là không cần nè, phần reset này là không cần nè. Bây giờ return là ok rồi. Câu lệnh này mình sẽ sửa lại nè, insert into product id name right value, à cái dấu hỏi đúng không? Và chỗ này mình là tạo đối tượng prepare statement, và trước khi ai kêu thì mình sẽ set parameter cho nó, set parameter. Parameter mình là set đầu tiên là in đúng không, vị trí số 1 giá trị là p.getId, ntm.setString vị trí số 2 giá trị là p.getName, và ntm.setIn vị trí số 3 p.getRank. Đó là đủ ba tham số rồi thì mình sẽ có là result sẽ gán bằng stm.esq. Và khi esq ở đây chạy á thì nó sẽ trả về số recall bị ảnh hưởng. Trong trường hợp mình insert này đúng không, thì đây mình insert chỉ có một recall thôi, cho nên hàm này sẽ trả về là một, một chắc chắn là lớn hơn không. Nếu hàm insert này mà chạy sai, nó không insert recall vào được thì nó trả về không, thì không lớn hơn không nó sẽ cho giá trị là false, thì result vẫn là false. Còn trường hợp thành công thì result sẽ là true, được chưa? Trường hợp có exception xảy ra thì nó in exception ra, biến result vẫn là false thì nó sẽ là false, đúng không? Bạn hình dung được cái hàm relay nó chạy chưa? Hình dung được hàm relay chạy rồi đúng không? Và đây kết quả của hàm relay là chỉ có như vậy thôi. Rồi sau khi mình có cái hàm relay trong cái rổ đất đan xong rồi á, thì bạn đi vào trong, à bạn gõ đi ha, thầy đợi chút các bạn chút xíu, bạn gõ vô xong đi thì thầy đi về cái product service thì add cái web service vào.
Rồi. Sau khi xong rồi đúng không? Thì chúng ta đi về cái product service, mình add một cái web service operation, click chuột phải. Phải thấy không? Thầy chuyển qua product service nè, click chuột phải, insert code, add web service operation. Rồi, đây, add web service operation. Thì cái hàm này thầy cũng đặt tên là relay. Thì ra về là boolean. Tham số truyền vào á thì thầy đặt tên tham số là p tiểu nè ha. Thấy không? Thầy click chuột vô cái mũi tên sổ xuống thì chọn chọn gõ cái chữ là product entity vào. Đó, thấy không? Thấy product entity nó hiện ra. Double click vô vùng ra đây. Được chưa? Nó giống như là hồi xưa mình add một cái business method của bằng thằng session bin thôi. Ok. Và ở đây thì đơn giản là các bạn sẽ là return dan.create. À, xong chưa các bạn? Vậy thôi ha. Các bạn làm xong rồi đó thì các bạn thấy là chúng ta sẽ lên cái product service này ha. Mình build. Rồi sau đó là mình là deploy. Bạn deploy xong á thì bạn thấy là trong cái web service của mình lúc này nó sẽ có hai hàm, ba hàm: create, get product và hello. Nhưng mà bạn đi về bên cái product client thì bạn thấy là cái hàm trong cái web service reference nè, chúng ta có product service nè, chúng ta cũng chỉ mới có hai hàm thôi. Thấy không? Cái hàm mà create mình mới add vô chưa có. Như vậy làm sao nó có? Thì đơn giản nhất là mình không cần phải xóa cái web service add lại đâu ha, mà bạn hãy lít chuột phải vô product service nằm trong web service reference nha. Bạn lít chuột phải vô cái trong product client, bạn mở cái web service reference ra, bạn lít chuột phải vô cái product service, chọn refresh. Thấy không? Thấy refresh không? Rồi bạn tích vô cái là also replay local WSDL file with original WSDL located at. Bạn phải check cái này vô thì nó mới ghi lại cho các bạn. Sao mà chọn Z thì cái quá trình mà add web service nó sẽ chạy lại. Thấy chưa? Và chạy lại xong thì bạn thấy chúng ta đã có hàm relay đây rồi nè. Thấy chưa? Và có hàm relay rồi, các bạn đi về cái product bin. Đúng không? Bạn mới click chuột phải vô. Cái hàm chỗ cái phương thức create đây thầy bạn đổi lại giùm thầy nha. Nhưng bạn ghi là create product đi. Rồi bạn sẽ click chuột phải, insert code, call web service operation. Thấy không? Mình gọi đến hàm create do chữ trùng tên create này các bạn. Ok. Bạn thấy là nó sinh ra hàm create cho mình. Và có hàm create rồi thì chỗ này đơn giản là mình sẽ gọi là create, gọi đúng hàm create luôn ha. Create product xong. Dạ. Xong rồi đó các bạn. Và bây giờ mình đi về biết cái hàm create thôi, biết cái trang create thôi. Bạn click chuột phải vô bên cái product client new JSF page. Thấy không? Chuột về create. Ok. Và chỗ này là mình create này đúng không? Create. Cái này xóa đi, kéo cái JF form thả vào. JF form thả vào. Thì trong này á mình sẽ có là H1 đây view product. Rồi, ở đây mình sẽ có H2 chấm panoramic column bằng bằng 2. Product ID H2 chấm input test value bằng bằng đúng không? Product chấm cơ product chấm id yeah. Name product chấm name à, right product chấm right. Cái này là cái action của mình nè. H2 chấm măng quy trình value bằng đây action bằng
Product chấm ri, chấm ri product hả? Xong và bạn click chuột phải vô cái product plan build và run. Bên này là run chứ không phải deploy nha, plan là run còn service là chỉ deploy thôi. Tại đây á create new nè, chúng ta qua trang create nè, thầy tạo ra product 5 nè ha, product 5 giá 45 đồng thấy không, create mà thấy nè product nó qua này nè. Rồi bài demo của thầy kết thúc ở đây.